Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ nói sơ qua với các bạn là chúng ta nên tự lắp ráp một cái chiếc máy tính hay là chúng ta nên đi mua một cái cây đồng bộ sẵn ở trên thị trường như này. Các bạn, đây là một trong những, đây là bộ cây của Dell, đây là một cây đồng bộ, còn bên này là một cây máy tính tự lắp ráp các bạn ạ. Cây bên này là tự lắp ráp, còn cây bên này là cây máy tính có nghĩa là nó lắp ráp sẵn rồi, có nghĩa theo cái hãng mình chỉ cần mua một cái bộ cây này về được ạ. Còn cây bên kia mình tự động lắp ráp, có nghĩa là mình có thể chọn RAM, chọn CPU, chọn card màn hình này, chọn nguồn này, chọn ổ cứng này, chữ build được ạ. Còn cây bên này là nó tự động có sẵn rồi. Và hôm nay mình sẽ đánh giá sơ qua về cái cây đồng bộ và chúng ta có nên lắp ráp cây đồng bộ hay không, và cái cây đồng bộ nó có ưu và nhược điểm gì so với cái cây mà mình tự động lắp ráp. Thì các bạn hãy xem ký bài viết nha. Hiện tại mình đang nói là cây đồng bộ với cái cây mà tự động lắp ráp được ạ. Có rất nhiều bạn phân vân, chẳng hạn phân vân như là nên mua máy tính đồng bộ hay là máy tính tự, có nghĩa là tự tìm kiếm các linh kiện về để chúng ta lắp ráp, ví dụ như tìm kiếm RAM này, CPU này, các màn hình này, ổ cứng này để chúng ta lắp ráp thành một cái cây, được chưa? Thì chúng ta có nên tự động lắp ráp hay không? Thực sự để mà nói ấy, thì cái nào hơn cái nào ấy thì mình cũng hơi khó, bởi vì nó còn tùy thuộc vào cấu hình của máy tính của các bạn. Chính vì thế thì qua video này ấy, thì mình sẽ giúp các bạn là cách hiểu sâu hơn về cái cây đồng bộ và cái cây tự lắp ráp để tổng hợp lại, để các bạn có thể tự build một cái cấu hình máy tính chơi game hay là đồ họa hay là render video, up video lên YouTube được không ạ? Đấy, để có một cái dàn máy tính nó hoạt động trơn tru, hoặc là khi các bạn thích live stream được không ạ? Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành luôn. Trước tiên ấy, thì mình sẽ so sánh về cái đồng bộ và máy tính tự lắp ráp trước được không ạ? Các bạn hãy xem mà nó có những ưu và nhược điểm gì so với cái cây tự lắp ráp. Thì mình sẽ tìm hiểu qua về cái máy tính đồng bộ. Thì các bạn xem đây là hai cái máy tính mà. Đây máy tính tự động lắp ráp, máy tính là đây là máy tính đồng bộ. Đây là máy tính đồng bộ sử dụng CPU mới nhất, thế hệ mới nhất, đó là CPU Cyrix 14 nanomet. Được chưa? Đấy, còn bên này thì mình tự động lắp ráp, được chưa? Máy tính đồng bộ hiểu đơn giản như sau. Thứ nhất là máy tính được lắp ráp sẵn đồng bộ về mọi linh kiện. Mọi linh kiện ví dụ như sau. Về các bạn này, mọi linh kiện mình sẽ nói sơ qua này. Tí nữa sẽ có điều hay ho diễn ra. Mọi linh kiện có nghĩa là nó sẽ đồng bộ với các bạn main đồng bộ với các bạn và về các chân cắm panel, chân cắm nguồn, chân cắm các thiết bị ngoại vi, nó sẽ đồng bộ. Đây này, nó sẽ đồng bộ đi với một cái nguồn to như này các bạn. Đây này, đồng bộ như này. Đồng bộ như này thì nó sẽ giúp các bạn lắp các linh kiện vào luôn, được chưa? Lắp các linh kiện vào luôn, nó dễ hơn. Sao gì, nó không phải dễ mà nó đồng bộ theo cái bộ cây của các bạn. Mà khi các bạn mà muốn thay một cái main khác ấy, các bạn lắp vào ấy nó sẽ không vừa. Và thường ấy, máy đồng bộ đi theo ấy nó sẽ có kèm loa của các bạn đi theo, cái loa nhỏ nhỏ ấy, được chưa? Đấy. Còn máy tính mà chúng ta tự động lắp ráp ấy thường nó sẽ không có các dây cắm loằng ngoằng mà nó chuẩn theo cái máy tính đồng bộ. Đấy. Đó là máy tính đồng bộ, được chưa? Nó đồng bộ tất cả các linh kiện, được chưa? Khi các bạn lắp một cái main khác vào đây thì nó sẽ không đồng bộ với các linh kiện cắm được cái chân cắm panel, nhưng mà nó vẫn có cái nguồn kiểu nhưng mà nó sẽ không đồng bộ với các bạn về mọi thứ. Các bạn thay một cái main khác vào đây thì các bạn nó sẽ không đồng bộ và nó sẽ kiểu như nó cái thiết kế của nó khác hơn, được dạ, bởi vì là nó theo một cái tính đồng bộ về mọi linh kiện này, và chúng được đánh dấu thành một cái mã sản phẩm nó liền khối với nhau, được dạ, thành một cái mã sản phẩm liền khối với nhau. Và đây là máy tính đồng bộ. Mình sẽ nói lại máy tính đồng bộ này. Máy tính đồng bộ là máy tính được lắp ráp sẵn đồng bộ về mọi linh kiện và chúng được đánh dấu thành một cái mã sản phẩm liền khối, được chưa? Bây giờ mình sẽ đánh giá về cái ưu và nhược điểm của cái máy tính đồng bộ. Tí nữa mình sẽ nói về cái nhược điểm, tại sao chúng ta không nên sử dụng máy tính đồng bộ mà chúng ta nên tự động lắp ráp máy tính, tự động lắp ráp thành phần linh kiện. Ưu nhược điểm như sau. Thứ nhất là đã được cái nhà sản xuất nó đưa ra một cái tiêu chuẩn về cái cấu hình, có nghĩa là đưa ra một cái tiêu chuẩn về cái, có nghĩa là nó sẽ tính về cái hiệu năng này, họ sẽ tính về cái hiệu năng sử dụng để cho nó hoạt động một cách ổn định nhất, vì dạng ổn định nhất. Mọi nói chung ấy, thì cái cây đồng bộ ấy, nó hoạt động rất tốt, được chưa? Trước khi xuất xưởng ấy, người ta đã trải qua các quá trình như là benchmark hay là thử nghiệm, quá trình kiểm tra gặt gẽo về cái chất lượng cũng như cái độ tương thích của từng linh kiện trong cây. Có nghĩa là khi mà cái cây đồng bộ ấy mà nó xuất ra thị trường ấy, nó nhằm đảm bảo là cái giá sao, là chiếc cây máy tính này
cả CPU, cả RAM, cả các màn hình, ví dụ có cả màn hình ạ, cả các màn hình, cả nguồn, nó đều cân đối với nhau hết. Nó không bị cái tình trạng như là CPU mạnh thì đi với VGA yếu, hoặc là CPU yếu thì đi với RAM khủng, được chưa? Bởi vì là nó sẽ đồng bộ hóa tất cả các linh kiện, nó hoạt động ở mức là ổn định và chất lượng nó sẽ ngang với nhau. Nó không có cái tình trạng như là CPU mạnh đi với VGA yếu, hoặc là VGA yếu mạnh đi với CPU yếu chẳng hạn. Đấy, cho nên đấy, nó luôn chạy ở mức ổn định, được chưa? Hay là gọi là nghén cổ chai, được chưa? Nó không có cái tình trạng đó, mà nó cân xứng với các linh kiện ở bên trong cái máy tính đồng bộ. Các bạn hiểu rõ như thế này là được. Máy tính đồng bộ ưu điểm là nó cân xứng các linh kiện của nó cân đối với nhau, nó không bị cái tình trạng là bị nghén cổ chai, con này CPU mạnh hay là cả màn hình mạnh, bởi vì trong một cái máy tính nó gồm 7-8 linh kiện, nó kết hợp với nhau nó mới thành một cái máy tính các bạn ạ. Cây, nguồn, CPU, main, RAM, nguồn, ổ cứng, ổ DVD, phải không ạ? Cả màn hình, đấy, nó lắp ráp cái linh kiện này nó mới thành một cái máy tính được, đấy. Được chưa? Nó ổn định, phải không ạ? Các bạn hiểu nó. Và máy tính đồng bộ ấy thì nó sẽ được phân biệt qua cái mã sản phẩm mà hãng sản xuất của mỗi sản phẩm. Được chưa? Có nghĩa là nó sẽ có một cái mã riêng, ví dụ như modem của cái cây này là gì chẳng hạn, ví dụ như modem của cây này là Dell gì ấy. Được chưa? Nó giống như cái máy tính laptop của bạn ấy. Được chưa? Ví dụ như con này là mã của nó Dell 2DB IB D2, được chưa? Đấy, mã nó đồng bộ với nhau, và khi các bạn search cái mã này sản phẩm này thì nó sẽ có build các thông tin cấu hình cho các bạn luôn. Còn cái máy tính cây của chúng ta, đôi lúc các bạn tự lắp ráp, các bạn không thể biết trước được cấu hình ở bên trong nó như nào. Và cái chính sách bảo hành của nó tốt hơn, và nó bảo hành cả nguyên cả cái cây. Ví dụ như cây lỗi ở đâu thì nó sẽ bảo hành luôn, nó không bảo hành rời rạc như cái máy tự động lắp ráp của các bạn. Ví dụ như lỗi main thì các bạn phải bảo hành 36 tháng, và lỗi CPU nó cũng bảo hành 36 tháng, hoặc là lỗi nguồn thì nó bảo hành 24 tháng, nó không bao giờ nữa, nó sẽ bảo hành nguyên cả cây luôn. Được chưa? Và một ưu điểm của cái cây đồng bộ nữa đó chính là nó rất đẹp và nó bền, và nó được tối ưu hóa cái hiệu suất, được chưa? Tối ưu hóa cái hiệu suất mà nó sử dụng rất là tốt, có nghĩa là tối ưu hóa cái hiệu năng, hiệu suất của làm việc của cái cây của nó, được chưa? Và nhiều máy tính đồng bộ ấy nó sẽ được tích hợp sẵn cái hệ điều hành Windows bản quyền, thường nó sẽ tích hợp sẵn cái hệ điều hành Windows bản quyền vào đó, nên các bạn không phải sử dụng cái hàng lậu hay là Win bản quyền hay là Win không bản quyền, bẻ khóa lách gì ấy, được chưa? Đấy, các bạn sẽ không còn nữa. Thường là các hãng nó sẽ tặng cho các bạn Windows bản quyền. Và đây là một trong những ưu điểm của cái cây đồng bộ. Và bây giờ bên cạnh có những ưu điểm, nó còn có những nhược điểm. Thì nhược điểm đó chính là gì? Thường ấy, các bạn, mình sẽ nói một điểm rất là quan trọng của nó, đó chính là nhược điểm của cái cây đồng bộ ấy, khi lỗi ấy thì nó rất khó sửa chữa. Thường nó thay thế các linh kiện nó rất là khó, bởi vì cây của nó đã đi theo một cây đồng bộ rồi, các bạn hiểu chưa? Thường nó thay thế nó rất là khó, và giá thành của nó thường khá cao, nó thường cao hơn, các bạn ạ, cao hơn. Và nó khó nâng cấp về sau, bởi vì là ví dụ như cây đồng bộ này nó nhỏ bé như này, và các bạn muốn nâng cấp một cái cảm màn hình GTX 1070 vào đây thì có phải vướng không, được chưa? Nó sẽ không vừa với các bạn, kể ra nó lắp thì vẫn lắp được, nhưng mà không gian của nó sẽ không thoáng. Và khi máy tính của bạn lúc nãy mình đã nói đấy, để giảm máy tính hỏng thì khó thay thế linh kiện, các bạn, và chỉ được lựa chọn những cấu hình mà nó có sẵn của các hãng mà nó đã cung cấp, được chưa? Được chưa? Như linh kiện đã có sẵn, ví dụ như bây giờ đó là linh kiện này là của Dell nhá. Cái main của Dell nhá, mình cho một cái main của hãng Gigabyte hoặc là của hãng Asus hoặc cái MSI vào đây ấy, thì nó sẽ không vừa. Lắp thì nó vẫn lắp được, nhưng mà nó sẽ không vừa với các chân cắm ba anh em ở đây. Thì dạ, nó sẽ không vừa với đây. Nó rất là khó các bạn ạ. Đấy. Cho nên đấy các bạn vẫn phải tìm cái linh kiện mà nó gắn được vào cái cây đồng bộ này thì chúng ta mới sử dụng được. Đấy. Và đấy, còn mình sẽ nói sơ qua về cái trong có phần mềm của nó cả. Và mình sẽ nói sơ qua về cái cây mà nó tự lắp ráp nhé. Cây tự lắp ráp thì nó sẽ có ưu nhược điểm gì? Cây tự lắp ráp ấy, có nghĩa là cây chúng ta tự build cái cấu hình ấy. Ví dụ như các bạn đã thấy là trong một cái máy tính ấy, thường ấy, cái máy tính đắt tiền hay là không đắt tiền nó không quan trọng. Nó quan trọng là cái linh kiện ở bên trong của cái cây của các bạn này. Các bạn hiểu chưa? Linh kiện ở bên trong cây của bạn này. Ví dụ các bạn có thể hiểu máy tính cây nó thông thường ấy, thì các linh kiện trong cái máy tính ấy thì là do các bạn tự chọn, được chưa? Ví dụ cây này chẳng hạn, cây này thì các bạn sẽ tự build cấu hình, phải không ạ? Cây tự build tao đánh game Lolo hay là FIFA,
Thì cái cây này thường do các bạn sẽ tự build. Có tất cả các linh kiện ở bên trong này các bạn sẽ tự build hết từ A đến Z. Từ A đến Z. Từ A đến Z có nghĩa là như thế nào? Từ A đến Z có nghĩa là các bạn sẽ tự build chip CPU chẳng hạn, RAM mà main chẳng hạn, các màn hình chẳng hạn, hay là ổ cứng chẳng hạn, của một hãng khác nhau hoặc là của một cùng một hãng, được chưa? Để tạo thành một cái cây PC hoàn chỉnh thì đó được gọi là tự build cái cấu hình. Và ưu điểm của cái máy tính tự build hay là máy tính tự lắp ráp linh kiện thì có thể là tự chọn các linh kiện mà các bạn thích, ví dụ như tôi thích main là của hãng Asus chẳng hạn, được chưa? RAM tôi là thích của hãng Corsair chẳng hạn, CPU là của Intel chẳng hạn, các màn hình tôi lại thích của hãng MSI chẳng hạn. Đấy thì các bạn có thể tự build, được chưa? Các bạn có thể tự build mà một cái cấu hình, một cái linh kiện mà các bạn thích, một cái hãng mà các bạn thích. Các bạn build thì không phải build thế nào cũng được, build thì nó phải phù hợp với cái socket của cái main, với cái CPU hoặc là RAM, đời RAM đúng với cái đời RAM của main của các bạn thì các bạn mới có thể chạy được, được chưa? Chứ không phải là build lung tung là được. Build là các bạn tự chọn một cái linh kiện mà nó lắp được cho cái main của các bạn và nó phù hợp, được chưa? Phù hợp với cấu hình của các bạn, phù hợp có nghĩa là phù hợp đúng với cái cấu hình của các bạn mà nó có nhiều hãng khác nhau, được chưa? Thì các bạn có thể build, được chưa? Build. Và ưu điểm nữa đó chính là dễ dàng thay thế linh kiện khi nó lỗi hay là hỏng, hay là các bạn muốn nâng cấp linh kiện máy tính cao hơn. Ví dụ như bây giờ tôi ước chừng tôi nâng lên Core i7 6700K chip vi xử lý Silex thế hệ mới nhất chẳng hạn. Tôi chọn hai thanh 8GB bớt 2133 chẳng hạn của DDR4 chẳng hạn. Tôi chọn main Asus Z170 chẳng hạn. Đấy, có 4 thanh RAM chẳng hạn. Và tôi chỉ build cấu hình tạm như thế này thôi. Ổ cứng này, nguồn này, được chưa? Và sau này ấy, tôi muốn lắp ấy thì chúng ta có thể nâng cấp tiếp lên được. Chúng ta có thể nâng cấp cả màn hình rồi, nâng cấp tiếp tục 4 thanh RAM vào chẳng hạn. Đấy, bởi vì túi tiền của tôi có chẳng hạn. Dạ, hoặc là sau này ấy thì các phần mềm đồ họa hay là các game ứng dụng nó được nâng cấp lên, nó được có đồ họa cao hơn, được chưa? Thì chúng ta có thể build tiếp cái cấu hình của chúng ta đẩy lên, được chưa? Lúc đó thì chúng ta chỉ cần nâng cấp RAM, nâng cấp cặp màn hình mới lên, chúng ta có thể hoàn toàn chạy mượt mà tất cả các ứng dụng mà nó nâng cấp. Tùy từng thời điểm mà tùy từng ứng dụng thì nó sẽ nâng cấp, các chất lượng nó sẽ khác nhau, được chưa? Tùy từng thời điểm. Ví dụ như năm nay thì đồ họa của nó chỉ là đồ họa 2D thôi, nhưng sang năm nó sẽ là đồ họa 3D, được chưa? Thì cái chất lượng của nó sẽ khác nhau một chút. Đấy, cái chất lượng của nó sẽ khác nhau một chút. Ví dụ như bây giờ mình sẽ nói sơ qua về các bạn tiếp theo một cái ưu điểm nữa. Vâng. Một cái ưu điểm nữa đó chính là sao? Đó chính là giá thành của nó rất là rẻ. Giá thành của nó thường nó sẽ rẻ hơn bởi vì các bạn tự build cấu hình mà. Ví dụ như tôi thích là CPU mạnh hoặc là RAM của tôi là tôi chưa muốn nâng cấp ấy thì tôi có thể để build. Và nó build ấy thì thường chúng ta chọn các linh kiện nó sẽ hợp với cái túi tiền của chúng ta hơn. Được chưa? Đấy. Ví dụ như có một số trường hợp ấy, khi các bạn tự build cấu hình máy tính này nó bằng với cái, có trường hợp ấy nó cũng bằng với cái túi tiền mà các bạn mua một cái cây đồng bộ ấy, được chưa? Nhưng mà các bạn tự build ấy thì nó sẽ được một cái cấu hình. Rồi, đó là ưu điểm của cái dòng lắp ráp tự động lắp ráp hoặc là tự chúng ta sẽ build cho nó một cái cấu hình mà chơi game. Được chưa? Một chơi cấu hình chơi game. Và được chưa? Đấy, tự build ấy thì nó sẽ có thì thực ra thì mình vẫn thích cái tự build hơn, tự build ấy. Đó. Các linh kiện các bạn có thể cho tự chọn tùy thích, được chưa? Dễ dàng thay thế các linh kiện khi lỗi, hỏng hay là thích nâng cấp. Tiếp theo, giá thành của nó thường sẽ rẻ hơn do các bạn sẽ tự build cái một cái cấu hình, được chưa? Và
cái build cái cấu hình như thế này, giá thành của nó sẽ rẻ hơn và cấu hình của nó sẽ cao hơn, được chưa? Thì nó sẽ thích hơn, được chưa? Còn build ấy, build cái cấu hình của cái tự động lắp ráp như này ấy, thì cái cấu hình nó mặc định khi các bạn nâng cấp ấy, thì thường nó rất khó và nó lỗi, nó rất hay khó sửa chữa, được chưa? Nhưng về cái tính ổn định của nó ấy, thường nếu mà nó thường nó sẽ ổn định hơn, nhưng mà cái đó thì còn tùy thuộc vào các bạn biết chọn hay không ấy, thì nó mới ổn định được ở cái máy tính tự động lắp, được chưa? Để nó cho nó có đồng bộ hóa với các linh kiện để cho nó không bị nghén cổ chai các kiểu, được chưa? CPU mạnh thì đi với Vega yếu các kiểu đấy, thì nó còn tùy thuộc vào khả năng am hiểu công nghệ của các bạn nữa thì bạn mới tự động build được cho nó ổn định, được chưa? Và đây, và sau đây thì sẽ là cái nhược điểm của cái cây tự động build. Thì bạn phải có kiến thức và kinh nghiệm nền tảng để chúng ta có thể mua và chọn linh kiện build cho mình một cái cấu hình máy tính cây như này hoạt động. Thứ nhất, các bạn cần phải xác định nhu cầu của bạn là gì, công việc của các bạn chủ yếu là gì, và cái túi tiền của các bạn như thế nào thì các bạn mới có thể tự build được cái cấu hình này. Quan trọng nhất vẫn là cái kiến thức từng linh kiện của các bạn. Ví dụ như tôi đang có một cái cạng màn hình GTX 1080 của anh bạn tặng cho mình chẳng. Bây giờ làm sao chúng ta có thể build được cái cấu hình các linh kiện còn lại để phù hợp với cái cạng màn hình GTX 1080. Đấy, thì các bạn cũng phải biết. Hoặc là tôi đang có một cái CPU Skylake 6700K. Vậy làm sao tôi có thể là build được cái cấu hình các linh kiện khác phù hợp với cái CPU 6700K? Hoặc là tôi đang có một cái nguồn GTX của con xe 1200 chẳng. Được chưa? Một cái nguồn của 1200 nhỉ. Vậy tôi làm sao tôi có thể chọn được, build được các linh kiện nó phù hợp hay là nó cân với cái nguồn 1200W của con xe. Đấy, thì các bạn cũng phải biết build. Và là tôi đang có 64GB bus 2133 loại RAM DDR4, thì tôi cũng phải build thế nào để cho nó phát huy hết cái hiệu năng của cái RAM đó, để nó phù hợp với cái RAM hoạt động. Đấy, đây là kiến thức về công nghệ, được chưa? Đấy, hoặc là tôi đang có một cái main X99 chả, X99 Deluxe chả, thì bây giờ tôi làm sao tôi có thể là chọn các linh kiện phù hợp với cái main X99 Deluxe đó. Đấy, đấy thì các bạn cũng phải biết. Đấy, đó là cái kinh nghiệm, là cái kinh nghiệm và kiến thức để chúng ta chọn. Tiếp theo thì nhược điểm nữa đó chính là máy tính lắp ráp ấy, tự lắp ráp ấy, thì các bạn cũng nên là chắc chắn là nó sẽ không phải ai cũng kiểm duyệt được, kiểm duyệt trước, được chưa? Có nghĩa là không phải ai cũng có thể là kiểm duyệt trước, được rồi. Thì tiếp theo này, có nghĩa là cái máy tính tự động lắp ráp của các bạn ấy nên chắc chắn là sẽ không được ai kiểm duyệt trước rồi, được rồi. Đấy, và tiếp theo nữa đó chính là bảo hành theo linh kiện. Một nhược điểm nữa đó là bảo hành theo linh kiện. Bảo hành theo linh kiện có nghĩa là như nào? Ví dụ như RAM này quy định là bảo hành 36 tháng, CPU bảo hành 36 tháng, nguồn bảo hành 24 tháng. Đấy, tùy từng hãng khác nhau, hoặc là theo từng linh kiện khác nhau nó sẽ bảo hành khác nhau, các bạn hiểu chưa? Đấy, nguồn bảo hành 24 tháng chả, ổ cứng bảo hành 24 tháng chả, đấy, hoặc là cạc màn hình bảo hành 36 tháng chả. Đấy gọi là cái build theo linh kiện. Và nhiều khi ấy, các bạn cũng hên xui, được chưa? Thì nếu mà số đen ấy thì mua phải linh kiện đều ấy thì nó rất hỏng nhanh, mà có trường hợp với linh kiện công nghệ các bạn đâu biết được, mà lúc hỏng lúc nào, đôi lúc hôm nay chạy tốt sáng mai bật lên tự nhiên là nó không chạy rồi. Đấy, thì cái đó thì các bạn cũng xem xét với các bạn, cũng xem xét kỹ thôi, bởi vì cái từng linh kiện mà nó kiểu như hên xui, lúc nào mình không biết là lúc nào nó hỏng, lúc nào nó chưa hỏng. Vào nhà đi bác ngay. Đấy, cho nên các bạn cũng phải xem xét kỹ cho mình, được chưa? Tùy từng linh kiện khác nhau. Đấy, các bạn nên chọn mua cho mình một cái nó ổn định hơn. Về nếu mà theo cái đánh giá chung của mình ấy thì mình sẽ đánh giá như sau. Theo mình ấy thì cái cây đồng bộ ấy thì tự build ấy thì nó cũng có những điểm mạnh và điểm yếu riêng của nó, được chưa? Nếu các bạn không có cái kinh nghiệm để cho các bạn chọn mua một cái máy tính tự động lắp ráp như này ấy, thì các bạn có thể là tự build hoặc thì các bạn có thể chọn mua một cây máy tính đồng bộ, được chưa? Đồng bộ đã được các nhà sản xuất nó lắp ráp sẵn rồi, hoặc là các bạn có thể các bạn tìm một người có kinh nghiệm trong cái ngành máy tính để chúng ta có thể là build cho chúng ta. Nếu mà các bạn không có kinh nghiệm hoặc là không có kiến thức về cái công nghệ máy tính thì chúng ta không thể tự build được, được chưa? Có một số thương hiệu cây đồng bộ nổi tiếng, được chưa? Thì các bạn cũng phải xem xét. Ví dụ như bây giờ mình sẽ nói sơ qua này, ví dụ như cây này là của Dell chẳng hạn, Dell HP, IMB chẳng hạn, hoặc là Compaq, Apple, hoặc là PC Acer, hoặc là PC Asus. Và đây cũng chính là những máy tính nó được sản xuất và nó sẽ thiết kế và nó xây dựng theo một cái tiêu chuẩn riêng của từng hãng. Ví dụ từng hãng khác nhau nó sẽ có các trình điều khiển driver khác nhau của hệ hành Windows, được chưa? Thậm chí nó còn phù hợp với cái phần cứng của nó nữa. Ví dụ như của hãng Dell nó còn thể phù hợp với của Asus chẳng hạn,
Bây giờ nó có từng linh kiện riêng, nó không thể cắm được với nhau được, từ trừ những hãng driver của các màn hình. Bây giờ chính vì thế khi các bạn chọn này thì các bạn nên chọn máy tính ở đâu, máy tính đồng bộ này thì thường nó có độ bền nó cao hơn một chút, nhưng về cái tầm giá thì mình cũng thấy là Dell và HP là một trong những hãng nó phân phối cái máy tính đồng bộ, nó giá cả của nó cũng hợp lý hơn các hãng khác. Bây giờ còn nếu mà các bạn là người có kinh nghiệm ấy thì hoặc là chịu khó tìm tòi mày mò ấy, thì các bạn nên tự động lắp ráp cho mình thì nó sẽ làm giúp cho máy tính của chúng ta có một cái sự thông minh hơn, đúng không ạ? Thông minh hơn. Về cái so sánh cái cấu hình của cây đồng bộ với cây tự lắp ráp vậy thì cây tự build ấy nó khá ngon nếu mà các bạn ở vị trí trên 15 triệu thì nó sẽ là khá tốt, đúng không ạ? Còn cao hơn một chút ấy thì sẽ là một cái cây đồng bộ nhưng cấu hình của nó hơn hẳn, được chưa? Còn nếu mà cái như vậy ấy thì ưu nhược điểm của cây đồng bộ ấy và cây tự lắp ráp các bạn cũng biết rồi nhé, được chưa? Nó cũng không khác gì đâu, nó cũng là một trong cái máy tính nhưng mà các trình điều nhưng mà nó sẽ đồng bộ tất cả các linh kiện ở bên trong, cả về phần cứng lẫn phần mềm nó đều đồng bộ hết, được chưa? Đồng bộ hết. Còn cây tự lắp ráp ấy thì nó đôi lúc nó không đồng bộ với nhau, các bạn hiểu như thế là được, đúng không? Nó không đồng bộ về mặt các linh kiện, cho mình chọn các hãng khác nhau chẳng hạn thì nó sẽ khác nhau. Đấy, bây giờ thì đến lượt các bạn ấy, các bạn sẽ thích chọn cái nào thì các bạn chọn thôi. Qua đây ấy, thì mình cũng nói sơ qua này, thì cây để mà có một cái cây chơi game ấy thì các bạn sẽ chọn những nền tảng CPU i3 nào đó các quá đủ rồi, nó chỉ yếu chạy cả màn hình, được chưa? Còn đồ họa ấy thì các bạn nên chạy đồ họa, còn RAM chạy cho cái chơi game ấy các bạn nên trên 4GB nha, 4GB hoặc 8GB, khuyến nghị là 8GB đấy để nó chạy nó ổn định hơn. Đấy đây là cây chơi game. Còn đồ họa không bao giờ là đủ cả, vì là đồ họa không bao giờ là đủ cả, càng cao càng tốt, càng đắt tiền càng tốt, thằng nào càng đắt tiền thì càng ấy làm nhanh, được chưa? Thằng nào có sức mạnh xử lý mạnh, đa nhân đa luồng thì nó sẽ càng mạnh thôi, được chưa? Nó không bị giới hạn ở cái CPU gì hết, được chưa? Ví dụ như một người vác một bao phân lân chẳng hạn, thì một người chỉ vác được một bao phân lân cũng gọi là đi được, nhưng mà thằng thứ hai nó thuê một người về vác hộ thì nó sẽ là hai người, thành hai người cùng vác một bao phân lân thì nó sẽ là thằng hai người mà vác một bao phân lân, tất nhiên là nó sẽ đi nhanh hơn và nó sẽ đi khỏe hơn. Và tiếp theo có một thằng nữa nó sẽ nào thuê khoảng 10 người về vác một bao phân lân, nó cũng cùng làm một cái công việc đó, vác một bao phân lân, nó đi và còn người thứ ba nó thuê về 10 người vác thì tất nhiên là 10 người nó vác thì nó sẽ đi nhẹ nhàng hơn, được chưa? Và nó sẽ đi được nhanh hơn, được chưa? Và đi được lâu hơn. Đấy, đây cũng thế, mặc dù một người vẫn vác được một bao phân lân nhưng mà nhiều người vác một bao phân lân thì nó sẽ đi nhanh hơn, được chưa? Mà nó sẽ đi nhẹ hơn và nó sẽ mượt hơn. Đấy, nó đồ họa nó cũng giống như thế, đa nhân đa luồng thì nó sẽ cân bằng giữa cái việc xử lý CPU các thứ, được chưa? Đấy, đây là mình nói sơ qua với các bạn. Được chưa? Còn bác nào mà muốn build cấu hình trực tiếp vậy thì có thể call qua cái số điện thoại 01673027888 để mình trực tiếp tư vấn với các bạn. Và các bạn cần mua các linh kiện máy tính ấy, thì các bạn có thể call trực tiếp và đẩy cái cấu hình, được chưa? Các bạn sẽ đẩy cái cấu hình vào trong địa chỉ email trong phần inbox của mình, đó chính là cuongdongcomputer@gmail.com. địa chỉ email này mình rất uy tín, địa chỉ email này mình có từ năm 2012 rồi, hoạt động đến bây giờ và nó có độ chớt cao của Google, các bạn không sợ bị lừa đảo đâu. Các bạn lên Google nhấn với cụm từ là cuongdongcomputer@gmail.com, các bạn sẽ thấy địa chỉ email của mình, được chưa? Và các bạn sẽ đẩy cái inbox vào trong đó và các bạn sẽ gửi cái cấu hình qua cái địa chỉ email inbox đó và mình sẽ tư vấn với các bạn. Và các bạn thích cấu hình nào thì mình có thể build, bởi vì là mình đang kết hợp với một số đối tác của bên Trung Quốc ấy, được chưa? Thì các bạn thích mua ship một cái hàng gì Trung Quốc thì các bạn có thể liên hệ mình sẽ ship hàng Trung Quốc cho các bạn, và mình chỉ lấy phí ship cho các bạn, mình chỉ lấy phí ship thôi, được chưa? Rất ok, được chưa? Làm việc luôn luôn sảng khoái, làm việc luôn luôn uy tín. Và các bạn muốn thích một cái cây cấu hình máy tính nào các bạn yên tâm là các bạn cứ inbox cho mình và mình sẽ cho giá. Và tất nhiên là cái giá của mình ấy đã có thuế VAT hết rồi nha các bạn nhá. Mình đã có thuế VAT hết rồi, mình phải nộp tiền thuế. Tất cả các linh kiện ở đây mình đều phải nộp tiền thuế trước khi nó xuất ra khỏi cửa hàng của mình, được chưa? Các bạn lưu ý nhá, tất cả các linh kiện ở đây mình đều phải nộp tiền thuế và mình sẽ xuất ra cửa hàng, thì các bạn không cần phải lo vấn đề thuế mã nữa, được chưa?
Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công và chúc các bạn có một cái cấu hình máy tính thật là tuyệt vời để cho các bạn chiến và gaming game hay là đồ họa trong cái dịp nghỉ hè này. Rồi ok, bye bye các bạn.